Alo. Dạ vâng, em chào anh ạ. Vâng, xin chào vị thính giả. Anh ơi, em muốn nhờ bác sĩ tư vấn cho em đấy ạ. Vâng, mình đặt câu hỏi đến chương trình đi ạ. Vâng, bác ơi, cháu bị viêm dây thanh quản ý. Bác sĩ nói là nó chuyển thành hạt ý, nhưng không biết là cháu có chữa được không ý. Bạn cháu thì có khuyên cháu là nếu mà chưa phải phẫu thuật ý, thì lên dùng tiêu huyết thanh. Thì anh ấy đã dùng tiêu huyết thanh rồi, anh ấy thấy hiệu quả, anh thấy khỏi rồi, nên anh khuyên cháu là cứ thử dùng thử ý. Thì cháu thử hỏi tư vấn của bác ạ. Dạ vâng, anh ấy tư vấn, anh không phải bác sĩ nhưng mà anh ấy tư vấn rất là chuẩn rồi, vì bản thân anh đã dùng rồi. Thế còn cái hạt sơ thanh quản ấy, thì nó gây ra tiếng nói khàn, tiếng nói dè, tiếng nói không ra tiếng, và cần thiết thì các bác sĩ chuyên sâu tai mũi họng người ta sẽ có chỉ định mổ. Không phải vào cái người ta mổ ngay đâu, nó to nữa ta mới mổ, chứ còn nó còn có điều trị, có thể bằng phương pháp này phương pháp khác là nó có thể điều trị được, thì chưa cần đến cái kỹ thuật mổ. Chỉ trừ khi nào cái hạt sơ nó quá to, nó chèn ép, nó gây méo hẳn tiếng, dè hẳn tiếng, thì lúc ấy cái chỉ định phẫu thuật là các bác sĩ người ta đề nghị và gia đình đồng ý thì người ta mới mổ được. Thế còn cái biện pháp mà có thể là nó không tốn kém nhiều mà vẫn có hiệu quả là ta sử dụng cái thực phẩm chức năng tiêu huyết thanh. Vì trong tiêu huyết thanh nó có một số các cái vị thuốc có tác dụng kháng viêm, có tác dụng giảm đau và các lưu thông khí huyết ở đây ạ. Vâng. Vâng ạ. Bạn đã nghe rõ những tư vấn vừa rồi đến từ bác sĩ Trần Quang Đạt đúng không ạ? Xin được cảm ơn bạn đã kết nối cùng cái chương trình ngày hôm nay.